Thánh Như xin chào quý vị khán giả của chuyên mục The Talk của tạp chí Đẹp. Feels like there's something missing, at least it's something different, and I can't help this feeling. I think I like it. Khi bước vào showbiz thì Khả Như có gặp cái bước cản nào không? Thì thật sự thì gia đình chưa có ai ủng hộ hết nên nhưng mà cản kiểu mạnh mẽ thì không có, tại vì Như đã làm một cái công cuộc mà gọi là đứng dậy đấu tranh với phụ huynh. Lúc đó là Như đã đi làm và có lương rồi, Như là một ủy ban mà nhưng mà Như lại nói với gia đình là cho con đi học thử một tháng đi, à lộn, một năm đi, con đi học một năm đi, nếu như mà con không làm được gì hay là con phải lệ thuộc cha mẹ quá nhiều thì con sẽ tự động trở lại. Nên Như đã chọn một cái môi trường thật sự khác nhưng nó khá là phù hợp với bản thân mình. Như có một cái điều rất là tâm niệm như thế này, đó là hãy chọn cái điều mình thích và mình có khả năng, chắc chắn mình sẽ thành công. Khả Như bây giờ mạnh mẽ và quyết liệt hơn Khả Như ở với cha mẹ. Tại vì ở với cha mẹ thì cha mẹ cái gì cha mẹ cũng chằn chằn lo lắng, rồi bản thân mình cũng sẽ khó mà biết đúng hay sai, nên cha mẹ nói gì cũng đúng. Tuy nhiên khi mà mình lớn lên rồi, mình sẽ phải tự chịu trách nhiệm với tất cả những việc mình làm. Cho dù cha mẹ có thương cỡ nào thì cha mẹ cũng không thể nào chịu trách nhiệm được. Nên đó là cái điều làm cho Như cảm thấy mình phải mạnh mẽ và mình phải tỉnh táo hơn rất là nhiều. Đúng là Khả Như là con nhà lính á. Tại ba cũng như là đúng kiểu quân đội luôn. Sáng 6 giờ đi học đúng không? Thì 5 giờ 45 phải dậy đánh răng rửa mặt trong vòng 15 phút thôi. Và nếu còn sớm hơn thì quét cái nhà. Đến 11 giờ 10 tan học đánh trống cái đùng thì 11 giờ 20-25 phải có mặt ở nhà. Chiều 5 giờ 10 tan học thì 5 giờ 20-25 phải có mặt ở nhà. Như đã sống một cái khoảng thời gian như vậy 12 năm và cha của Như đưa Như đi học cho đến năm lớp 6 Như mới được tự đạp xe đạp đi học. Như có một cái cuộc sống của cha rất là khó tính và bây giờ nó ảnh hưởng Như rất nhiều, bởi vì Như rất là khó tính trong lúc ăn. Có thể đối với mọi người nó bình thường, nhưng mà ăn là Như rất là sợ nghe tiếng nhớp nháp hay tiếng hút rột rột. Nếu như mà cái tiếng đó mà lớn quá Như sẽ không ăn nữa và Như sẽ đi qua một góc khác để ăn. Đó là lý do mình lên đoàn Như sẽ không có ngồi chung ăn với mọi người. Đó là cái chuyện của người ta, không có nói xấu đẹp gì hết, nhưng mà bản thân mình không thích nghi được. Cái thứ hai, tiếng ồn. Làm showbiz mà ngát tiếng ồn, mà trong khi bản thân mình cũng ồn. Đó là nhiều người nói chuyện quá thì Như sẽ bị căng thần kinh á. Tại vì ở nhà Như không ai nói chuyện lớn á, rất là nhỏ tiếng với nhau, không có ồn ào. Nên đó là những cái thứ mà Như nghĩ là nó hơi vô trong người của mình á, nên thành ra Như hơi khó tính. Liên lạc thời gian gần đây hả? Gần đây là Ngô Kiến Huy. Ngô Kiến Huy nói chung là mèo với Huy là hay gọi điện FaceTime với nhau, bất kể một chuyện gì ăn uống hay gì đó. Nhưng mà nói thiệt là trong điện thoại Như lúc nào cũng có nè, Như Hoài Trinh, Thanh Duy, BB Trần, Hải Triều, rồi tất cả mọi người ngày nào cũng gọi, cũng nói chuyện rất là nhiều người. Như Hoài Trinh đúng không? Như lúc nào cũng sẽ nói con Trinh là con rắn, một con rắn bị cắt nọc, một con rắn không có độc. Nó lúc nào nó cũng sẽ rất là uyển chuyển, rất là tinh ranh và nhìn rất là ma quái, nhưng mà thật sự các bạn ơi, nó là một con rắn không có độc. Tại sao mèo chọn là con rắn? Nó không phải là vì nói về cái chuyện mà tâm xà, không phải đâu, mà đó là sự uyển chuyển và sự dữ dội của bản thân mình luôn luôn làm cho người ta cảm thấy cái sự ma mị. Nhưng mà tuy nhiên đó là một con vật rất là thông minh. Thanh Duy là con chipmunk, một nhân vật rất là tăng động và có thể nói được từ sáng tới chiều và rất là làm được rất là nhiều thứ. Như cảm thấy anh Thanh Duy là một người rất là nhiều năng lượng, và cái năng lượng nó rất tốt. Bởi vì nếu như mà bản thân mình ra đường mà ủ rũ thì hãy gặp Thanh Duy, bạn sẽ thêm mút. Ngô Kiến Huy, con thỏ điên, nhìn nó khá là nghi thơ cho đến khi nó động đậy. Huy rất là thông minh, nhưng mà Huy, cái sự thông minh của Huy rất là khéo. Huy không có làm cho người ta cảm giác khó chịu hay khôn lỏi. Huy luôn cho người ta cảm giác rất là bình yên. Và ở bên cạnh của Huy á, mèo cảm thấy là rất là an toàn, không nghĩ gì về công việc, không nghĩ gì về cuộc sống bộn bề hết, chỉ cảm thấy là hôm nay như vậy là đủ. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm là cái loa phường. Lâm giống như một con đười ươi trong rừng vậy. Một cái con mà ồn ào và lóc chóc và rất là dữ dội, nhưng mà các bạn thấy nó thương con đó không? Lê Dương Bảo Lâm là mùi sống rất tình nghĩa. Như có một quy tắc bất di bất dịch với tất cả những người bạn của mình, đó là không phán xét. Trời ơi, tự tình lúc không giờ. Em hết rồi, không nhớ nổi. Nợ nhau lời tạm biệt. Cúc Họa Mi. Cuốn nào mày cũng có hết.
trình hỗn chết rồi, mang sơ tình tối ngày thất tình bi lụy mệt mỏi chán lắm, nhưng mà thôi phải ủng hộ, là ủng hộ Trinh đó, ủng hộ Trinh. Trời ơi, An Giang ở đâu? Ủa, Thanh Duy quê ở Trà Vinh hả? Thanh Duy quê Trà Vinh. Cũng giống như Thanh Duy tối ngày hỏi quê em Tiền Giang hả? Khá như trong khi quê ta Hậu Giang mà. À, nếu như mày trả lời con này không đúng thì cũng bình thường thôi. Hồng. Trời ơi, Hồng ám ảnh luôn. Hồng thật sự, Hồng quá mệt mỏi luôn. Anh tóc Hồng, tối ngày phải nhuộm tóc Hồng, riết hai tóc anh rụng hết. Xong cuối cùng hả, anh phải đội thêm tóc Hồng để cho cuối cùng vẫn phải Hồng. Bây giờ anh bớt Hồng lại rồi. Nhân mã. Cung Nhân Mã nó lì như một con ngựa trời. Thật sự, Liêu Hoài Trinh là một con ngựa trời bất kham. Thanh Duy hả? Cái gì ông cũng ghét, ông có thích cái gì đâu. Quán quân, Thanh Duy luôn luôn mãi mãi là quán quân. Cho dù có á quân thì cũng là quán quân. Nhưng mà hôm đó là quán quân nha, mèo có đi dự. Trời, mỹ phẩm. Mua quá nhiều mỹ phẩm. Mua rất nhiều mỹ phẩm. Đôi khi muốn giả làm gà, xem là ăn thịt hay là ăn nuôi. Xem là ăn thịt hay là ăn nuôi. Đẹp trai, lịch sự. Quan trọng nhất đó là có duyên. Trời ơi, đẹp trai mà vô duyên buồn. Lê Minh Thu, trời ơi, còn phải nói ảnh á. Ảnh với mèo hết dịch, ảnh về anh cưới mèo á. Nếu như được trở thành một món ăn thì mèo sẽ là một cái bánh kem thiệt đẹp, nhân thiệt ngon và thiệt là mập. Bởi vì ai ăn mèo cũng phải trả giá cho cái chuyện đã nuốt trọng mèo. Nếu như các bạn lên Google đánh Khả Như sẽ ra dòng đầu tiên nhất đó là Khả Như chuyển giới. Tôi chuyển giới hồi nào mấy má. Khả Như chuyển giới thật sự ngớ ngẩn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đoạn clip của mèo. Mèo hy vọng sẽ mang đến cho mọi người những giây phút giải trí thật sảng khoái. Nếu không sảng khoái mấy thì thôi nha, đừng cọc nha, vui vẻ không quạo nha mọi người. Và mọi người hãy nhớ ủng hộ, để lại comment và chia sẻ clip này. Đừng quên subscribe kênh của Tạp Chí Đẹp để mà có thể theo dõi thêm nhiều chuyên mục thật hay đến từ Tạp Chí Đẹp nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.